Không, cái đó là chế độ ăn lừa đảo. Nói lừa đảo thì nó hơi mạnh tay, nhưng mà thực sự chế độ ăn đó là đánh tráo khái niệm. Kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Bác sĩ Trường. Về chủ đề đó là WHO là Tổ chức Y tế Thế giới, người ta cập nhật hướng dẫn về chế độ ăn lành mạnh. Có những điều mới, cũng có những điều đã nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có thể là mọi người sẽ chưa có nhớ được. Thì ngày hôm nay Trường sẽ bàn lại về những cái chủ đề đó. Thì cái cập nhật thứ nhất của WHO đó là chế độ ăn lành mạnh kết hợp nhiều sản phẩm thực phẩm có sẵn phù hợp với tính có sẵn của địa phương. Đấy, mọi người nên nhớ nè, không phải là chế độ ăn lành mạnh là chúng ta phải chọn những thức ăn nào đó ở xa bên tận Nhật Bản hoặc là ở xa bên tận châu Âu theo cái chế độ ăn Địa Trung Hải. Không phải như vậy. Có nhiều người bắt buộc phải nhập cái gạo lứt và muối mè từ Nhật Bản đem về đây để ăn, hoặc là mua cái nước tương tatami gì đó về đây để ăn, gọi là chế độ ăn lành mạnh. Không, cái đó là chế độ ăn lừa đảo. Nói lừa đảo thì nó hơi mạnh tay, nhưng mà thực sự chế độ ăn đó là đánh tráo khái niệm. Nước tương thì chúng ta vẫn sản xuất được. Hay là ví dụ như ở Nhật Bản người ta có bán những cái loại đậu nành, đậu xanh rồi, thì ở đây chúng ta vẫn có đậu nành, đậu xanh được. Nếu mà cái cách lên men của Nhật Bản nó có gì đó đặc biệt thì chúng ta có thể ăn để gọi là thưởng thức, ăn để gọi là bổ sung thêm. Còn cái chế độ ăn hàng ngày là nó phải có sẵn. Đấy, con người của chúng ta sinh ra ở vùng nào thì nó có sẵn cái thực phẩm ở cái vùng đó. Thì tất nhiên chúng ta vẫn có thể ăn thêm thực phẩm của vùng khác. Nhưng mà bây giờ để có sẵn, để chúng ta mua, để chúng ta ăn, để chúng ta trồng, để chúng ta sẵn sàng hàng ngày, thì rất quan trọng đó là thực phẩm phải có sẵn tại địa phương. Đấy là cái cách ăn thứ nhất, là WHO người ta khuyên như vậy, chứ không phải bác sĩ Trường bịa ra mà nói đâu mọi người nhé. Cái thứ hai đó là phù hợp khả năng chi trả. Bây giờ mọi người nếu mà đã nghèo rồi, đã không có tiền rồi mà bắt buộc phải ăn kiểu là ăn theo chế độ ăn cá hồi hàng ngày, thì lấy đâu ra mà mua cá hồi hàng ngày? Cá hồi rất là đắt, một lạng trăm mấy nghìn. Thì phải phù hợp chi trả, nó vừa địa phương rồi nhưng mà phù hợp chi trả. Cần gì phải ăn một trái táo Mỹ, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể ăn một trái táo trồng tại Đà Lạt, nếu mà chúng ta đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là không có chất độc hại, thì hoàn toàn chúng ta có thể ăn một trái táo Việt Nam. Nó không khác gì cái thành phần dinh dưỡng của trái táo Mỹ. WHO nhấn mạnh ở điều một nữa là phù hợp khả năng chi trả rồi đúng không? Phù hợp với tính có sẵn của địa phương, phù hợp với sở thích cá nhân. Chế độ ăn lành mạnh bao nhiêu mà ăn vào không thấy ngon miệng, không thấy thích, thì khi đó cũng không duy trì lâu dài được. Thì WHO khuyến khích phù hợp sở thích cá nhân, phù hợp với văn hóa và truyền thống. Ví dụ như là văn hóa truyền thống của người đạo Hồi chẳng hạn, người ta không ăn thịt heo, thịt bò gì đó Trường không có rõ lắm. Hoặc là có một vài người đạo Hindu, người ta tôn trọng con bò chẳng hạn, thì người ta sẽ không ăn thịt bò. Thì đó là theo cái truyền thống, theo cái văn hóa. Hay là Việt Nam của chúng ta có những cái truyền thống, ví dụ như là ở những người theo đạo Phật, người ta ăn chay, thì tất nhiên là ăn chế độ ăn lành mạnh, chế độ ăn tốt, nhưng mà cũng phải phù hợp với cái truyền thống ăn chay của người ta. Bây giờ để cho lành mạnh cũng không thể khuyên người ta ăn thêm thịt, ăn cá được, thì bắt buộc phải chiều theo đó là ăn chay. Nhưng mà ăn chay thì phải bổ sung đầy đủ các cái loại protein liên quan tới thực vật, không có để thiếu canxi, không để thiếu sắt, không để thiếu vitamin B12, không thể thiếu các cái loại protein chất lượng. Thì khi đó là khuyến khích người ăn chay thì vẫn ăn chay, nhưng mà ăn làm sao cho nó đầy đủ, cho nó phù hợp. Và trên nguyên tắc đó là cũng mới nhắc luôn, đó là nguyên tắc đó là đầy đủ, nguyên tắc đó là đa dạng, nguyên tắc cân bằng và nguyên tắc điều độ. Đó là chỉ mới điều thứ nhất mà WHO khuyến khích, và Trường đã nói lại cho mọi người coi. Điều thứ hai của WHO khuyến khích mọi người khi ăn chế độ ăn đó là nhiều nhóm thực phẩm và nhiều loại thực phẩm trong mỗi nhóm đó. Chúng ta ăn nhiều nhóm thực phẩm và từng cái nhóm thực phẩm đó chúng ta sẽ ăn nhiều cái loại thực phẩm khác nhau, để nó đảm bảo cái gì? Nó đảm bảo về vitamin, đảm bảo về khoáng chất, đảm bảo về các thành phần dinh dưỡng. Các cái nhóm thực phẩm, ví dụ như là nhóm thực phẩm liên quan tới chất béo, trong chất béo đó chúng ta ăn chất béo thực vật, chất béo động vật, chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa, thì ăn đa dạng các cái loại chất béo khác nhau. Và không chỉ ăn chất béo mà chúng ta còn phải ăn chất đạm, chất đường. Thì ăn chất đạm thì chúng ta cũng ăn chất đạm từ động vật, chất đạm từ thực vật. Ăn chất đạm từ động vật thì chúng ta chia ra ăn chất đạm từ heo, bò, gà, thịt trắng, thịt đỏ khác nhau. Chất đạm từ thực vật thì từ các loại hạt, các loại rau củ, các loại ngũ cốc khác nhau. Thì đó là ăn đa dạng. Hay là những carbohydrate chẳng hạn, carbohydrate thì chúng ta cũng có thể tìm thấy ở trong các cái loại hạt, những trong các loại ngũ cốc. Rồi carbohydrate chúng ta tìm thấy ở trong các loại tinh bột như là gạo, cơm, xôi, nếp, hay là lúa mạch, lúa mì, bánh mì, pizza, pasta chẳng hạn.
Điều thứ ba của WHO khuyến khích đó là carbohydrate thì nó chiếm khoảng 40-70% tổng lượng calo hàng ngày. Hôm trước thì nói có thể là gói gọn lại là 45-65%, mà nếu chúng ta gói gọn nữa thì khoảng 50-60% tổng lượng calo mỗi ngày là cái thành phần carbohydrate. Ví dụ mỗi ngày chúng ta ăn 2.000 kcal trong bữa ăn thì carbohydrate nó phải chiếm khoảng là 1.000-1.200, một lượng rất lớn mọi người nhé. Đấy, thì có thể carbohydrate thì người ta khuyến khích đấy là lấy từ nhiều các cái loại ngũ cốc nguyên hạt, đó là tinh bột từ ngũ cốc nguyên hạt, từ các loại rau trái cây, đó là đường từ các loại rau trái cây, cũng như các loại đậu, đó là cái tinh bột từ các cái loại đậu, và chế biến tối thiểu. Chế biến tối thiểu ví dụ như chúng ta luộc một loại đậu hoặc là đậu phụ hoặc là cái sữa đậu nành thì gọi là chế biến tối thiểu thôi. Chứ bây giờ mà chúng ta đem cái loại đậu đó mà chúng ta chế biến thành các cái loại bánh ngọt khác nhau thì nó lại không còn mang cái ý nghĩa là chế biến tối thiểu nữa. Và người ta khuyên đó là 400mg trái cây mỗi ngày. 400mg trái cây mỗi ngày để đảm bảo cung cấp cái lượng carbohydrate tốt cho cơ thể. Ngoài ra là cung cấp vitamin và chất xơ. 400g trái cây là tương đương với 4 lạng trái cây đó mọi người. 4 lạng trái cây thì tương ứng khoảng 2 trái ổi là đủ 4 lạng trái cây rồi. Mỗi trái ổi 2 lạng thì 4 lạng trái cây, 2 trái ổi, 2 trái táo. Đấy, đôi khi trái ổi nó lớn thì chỉ cần trái ổi là đủ 4 lạng trái cây rồi. Đấy. Hoặc là những cái loại trái cây khác thì chúng ta ăn nên đa dạng trái cây chứ không chỉ là chọn một những cái trái cây nào đó thôi. Đó là WHO nói về cái điều thứ ba. Tổ chức Y tế Thế giới nói về chất béo bão hòa như thế nào? Thì Tổ chức Y tế Thế giới nói về chất béo bão hòa ở cái điều thứ tư, đó là nên giảm cái chất béo bão hòa xuống dưới 10% tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày, và chất béo chuyển hóa thì giảm dưới 1% tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày. Ví dụ mỗi ngày chúng ta ăn 2.000 kcal thì trong đó chất béo bão hòa đến từ ví dụ như mỡ heo, mỡ bò ấy mọi người, thì dưới 200g chất béo bão hòa đó thôi. Còn chất béo chuyển hóa thì nó nằm ở đâu? Chất béo chuyển hóa thì nằm ở các cái loại chất béo từ dầu thực vật mà chúng ta chiên rán ở nhiệt độ cao ấy, thì nó chuyển thành chất béo chuyển hóa, cũng như là các cái loại bánh kẹo thơm thì nó có chất béo chuyển hóa ở trong đó dưới 1% thôi mọi người nhé. Còn WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, người ta nói về chất béo nạp vào người trên 20 tuổi thì lượng chất béo nạp vào người giảm dưới 30% và nên dùng chất béo không bão hòa. Bình thường thì chất béo chúng ta sẽ khuyên đó là từ 30-37%, nhưng mà nếu được theo Tổ chức WHO, người ta khuyến khích đó là giảm dưới 30% cái lượng chất béo cung cấp năng lượng mỗi ngày. Dưới 30% này thì chúng ta lại ưu tiên đó là chất béo không bão hòa, ví dụ như trong các loại cá biển, trong các loại dầu thực vật, đó là chất béo không bão hòa. Thì cái phương án thứ năm này của WHO thì nó đã được chứng minh là giảm cân nặng này, giảm cái chỉ số khối cơ thể BMI này, giảm cái vòng eo, giảm tỷ lệ mỡ cho cơ thể của chúng ta. Và như vậy đó là năm cái chú ý mà Tổ chức WHO đã hướng dẫn mọi người nên là ăn uống lành mạnh là như vậy.